Tô mì Hoàng Thánh là có thịt xa xíu hay sao á? Có thịt xa xíu này, cải này, cải ngọt này, cải ngọt này, Hoàng Thánh. À đây, Hoàng Thánh này. Có cái mùi thơm rất là thơm luôn. À, nhìn hấp dẫn ha. Cái này ở đây á, thì họ đã bỏ cải ngọt cho mình vô đây rồi. Thành ra là không có giá hay là không có gì, nhưng mà có cái mùi thơm lắm luôn á. Ủ rất cái là này thơm. Mình có ăn với rau, có rau trong được không? Dạ, có rồi, nó dạng dạ, ăn dạ, cái ngọt. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em. Hôm nay mình sẽ đi vào Phước Lộc Thọ. Ít khi mà mình vào Phước Lộc Thọ để mình ăn trong đó, để mình làm video. Nhưng điều hôm nay trong đó có một cái nhà hàng mới khai trương của chú bác, nên cho nên mình vào đó mình thử. Thì ở đây bất cứ một cái nhà hàng nào, bất cứ ở đâu mà nằm trong khu vực Busa, nếu mà khai trương thì mình đến đó để mình tìm hiểu, để mình chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Thôi giờ cùng mình vào đó nha. Rồi giờ đi vào đây cô chú bác. Ở đây là ngày thường mà còn hết chỗ đậu xe của chú bác, đừng nói ngày cuối tuần, ngày cuối tuần nó còn khó nữa. Nay đi có vợ mình nữa nha. Đây cái tiệm mình sẽ vào ăn để chia sẻ cho cô chú bác và anh chị em. Đây là tiệm này. Đây là đây mình quay cái menu người ta để trên cái hình treo lên cho cô chú bác xem nha. Cái này mình mở lâu chưa chị? Mới mà phải. Mới rồi. Đây mấy ngày vừa rồi vợ mình không xuất hiện. Đôi lúc mình cũng đi làm video một mình. Nhưng hôm nay mình thấy có một cái tiệm này mới khai trương thôi cô chú bác nha. Trong cái khu Busa. Cho nên thứ nhất là mình vào đây để mình chia sẻ cái tiệm này về những cái món ăn mình gọi ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa là mình cũng làm cái video để cho cô chú bác và anh chị em ở đây và cũng như ở khắp nơi. Nếu có dịp thì về đây không thể nào mà đi, không thể nào không vào Phước Lộc Thọ của chú bác. Mình biết được là đa số những cô chú bác và anh chị em ở xa, những xung ban hoặc là nước này nước kia hoặc là Việt Nam qua đều ghé ở Busa một lần hoặc hai lần để thứ nhất là đi shopping, thứ hai nữa là đi tham quan cái Phước Lộc Thọ. Thì luôn tiện đây thì cũng vào đây thử cái nhà hàng này, ủng hộ, nó gọi là ủng hộ local những cái nhà hàng nhỏ nhỏ nằm tại Busa của chúng ta. Thì hiện tại giờ ở đây là ngày thường thôi, còn ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật là ở đây rất là đông của chú bác nha. Cái tiệm này giống như anh gọi nó là tiệm cũ và chủ mới. Đúng rồi. Chủ mới thì, mới lấy lại được chừng mấy ngày, em bị một phần. Tiệm này là cô chú bác biết rồi, những cái shop trong này á, là đa số có lâu hết trơn rồi. Nhưng điều người ta cứ thay nhau chủ của chú bác, cho nên mình hay gọi là cái đất Busa này hiếm mà có một cái tiệm mới lắm, là mình phải gọi là tiệm cũ mà chủ mới. Đó, cho nên tiệm cũ là chủ mới. Thì cái tiệm này thì mình nhìn thấy người ta làm cũng khang trang rất là đẹp nhé. Rất khang trang đẹp đẽ lắm. Thì hy vọng là có những cái món ngon để mình chia sẻ đến cho cô chú bác. Thì hôm nay là vợ mình ăn là coi như là mì Hoàng Thánh nước hả? Mì Hoàng Thánh là Hồng Kông style. Hồng Kông style. Còn mình đây là ăn cơm bò lúc lắc. Thì mình hỏi qua thì người ta nói là cơm bò lúc lắc ở đây người ta làm bằng cái bò filet mignon hay sao đó, bò filet mignon. Dạ, cho em xin chào với trà đá. Ở xung quanh đây thì vào những cái ngày bình thường đây thì nó cũng vắng vẻ lắm, nhưng mà cái tiệm sạch sẽ hả, nhìn nó khang trang cũng sạch sẽ lắm cô chú bác. Lâu lâu cũng ghé qua đây mình ngồi, tự nhiên mình cảm thấy mà ngày thường thôi cô chú bác nghe, thì ngồi thấy có vẻ trầm lặng. Chị ơi cho em hỏi này, ở đây mấy cái nước này là mình có tiếng tiền không chị? Bởi vì em muốn trải qua món ăn
nước nước chanh đóng chà đá gì cũng không không lấy tiền nữa. Hai món cơm bò nước lắc và cái mì hoàn thánh của em mà xong thấy xong xuôi á chị với em 27 đồng. Và vậy là một món bình dân mình bán ở đây là cỡ mười mấy đồng chị hả? Mười mấy đồng thôi. Rất là rẻ. Mà em hỏi rõ ràng là filet mignon nha. Không filet mignon. Thành ra là em mới nói chị, ủa hình như 27 đồng có cái gì đó sai sai. Bây giờ em không hỏi lại cho chị là có sẽ có tính. Ở đây chị muốn lên video. Ô, cho em hỏi là chị là ở đây cái gì chủ? Không phải vì em làm một video thì em nghe nói chuyện này mới khai trương thì cho nên em ghé đây để mà em thứ nhất là anh ủng hộ, thứ hai nữa là coi thử ở đây có những cái món gì để chia sẻ đến cho tất cả bà con ở xa giống như ở gần đến mà ủng hộ. Những tiệm mà khai trương là tụi em đều cảm ơn anh chị. Không cần biết là ai mở lâu hay là làm lâu hay là không muốn khai trương được thì sẽ chia sẻ. Vì mình là một cái người mà chuyên đi chia sẻ những cái nhà hàng mới, cho nên đôi lúc mình cũng nói chuyện với những người làm ở đây đó, thì nếu mà người ta muốn lên video thì mình cũng muốn là người ta giải thích ở đây có những cái món gì thì người ta nói thì rõ hơn mình hơn, đúng không? Đó. À, mà trà nóng và trà đá là không tính tiền. Hai cái này không á, nếu như mà bình thường là cũng hết 7 đồng rồi. Mà hai phần đồ ăn của mình hôm nay thì vì cái máy tính tiền á, nó không có cái tiền giấy thẻ cũng được, mà tiền mặt thì không có receipt, mà 27 đồng. Tính ra hai món á, tính ra hai món mà 27 đồng ở đây là rẻ. Tính ra nếu mà cộng thuế nữa mà hai món mì hoàn thánh style là Hồng Kông, còn mình là coi như là cơm bò lúc lắc filet mignon, thì tính ra theo anh tính là một món là cỡ 12 đồng 99, theo anh biết thì cỡ 13 đồng cộng thuế nữa, thì chính vì vậy hai món nó ra tới 27 đồng, phải nói là quá sức rẻ. Vì lúc đó chị nói em là 27 đồng, cũng như 27 đồng mới chụp xe đây không nhớ rõ, nhưng mà nói đủ không cho hai ly trà à. Có thể mình uống nước đá lạnh người ta cũng không lấy tiền, mà bỏ mấy cái ly này anh cũng thích, nếu mà vì trong này đa số là mình thấy bán đồ chua gâu, nhưng đều có cái chỗ ngồi rất là sạch sẽ và cho mình một ly nước trà đá hoặc là trà nóng hoặc là ly nước đá lạnh thì cái đó cũng là ok rồi. Chính cũng hay à, thế nhưng là cảm giác cũng ngồi được khoảng dưới. Thì ít khi mà hai vợ chồng mình ngồi những cái quán mà trong chỗ khu Phước Lộc Thọ của chú bác, thì trong cái quán này, những cái quán trong này thì mình biết là rất là nhiều người biết rồi, nhưng điều cái này là cái mới mở, cho nên mình là một cái người, cho nên cô mình hay lắm, có nhiều cô bác nói cho muốn ăn cái gì mới tại Bô Sa, muốn có cái gì mới tại Bô Sa là coi Hoàng Family TV thì sẽ biết được có những cái món gì mới, thì hôm nay là cái món mới, chứ còn mình không biết cái tiệm này bán như thế nào và đồ ăn gì và ngon hay không, whatever. Mình hoặc là nghe người này nói, người kia nói, mình là một cái người đi trải nghiệm, chia sẻ, còn ngon dở là tùy theo khẩu vị từng mỗi người cô chú bác nha. Vậy thì chờ đồ ăn ra, bắt đầu mình chia sẻ đồ ăn cho cô chú bác xem nhé. Thì giống như mình biết được là có trên video của mình, mỗi khi mà làm ra những cái video nói về ăn uống tại Bô Sa hoặc là khắp nơi á, thì mình đôi lúc mình cũng nhận được những cái bình luận và những cái góp ý và những cái comment nói về vấn đề là mình khi mà mình gặp những người làm trong này đây này, là người ta có thể chia sẻ những cái món ăn trong này trong cái video của mình, thì có nhiều người ta không hiểu, người ta nói là mình là chắc có lẽ quên biết chủ rồi đi quảng cáo cho người ta. Mình không bao giờ làm chuyện đó cô chú bác, mình là một cái người không bao giờ ăn phi, và mình là một cái người không bao giờ nhận đồ phi, mà mình là một cái người chỉ biết là đi làm quay phim và chia sẻ cái cuộc sống Bô Sa và những cái nhà đến cho cô chú bác và anh chị em thôi. Đôi lúc mình cũng phải đến chính với những người ta chưa có hiểu, còn cái đó thì tùy theo từng mỗi người suy nghĩ cô chú bác. Tô mì hoàn thánh đã đến rồi cô chú bác. Đây tô mì hoàn thánh của vợ mình nha. Đây mình chụp tô mì hoàn thánh cho cô chú bác. Đây, cơm mà ăn em thấy cái bò lúc lắc này nè, đúng là lắc chảo, đúng là lắc lo rõ ràng nha. Thì cái miếng thịt nó cháy xém như vậy nè, thấy chưa? Đó mới là nè, thấy chưa? Mới gọi là bò lúc lắc, thì rõ ràng là coi như họ lắc chảo, họ cháy xém được không? Ừ, thơm lắm, rất là thơm luôn cơm. Nói chung là một dĩa này không quá nhiều, không quá ít, nhưng mà em nghĩ là ăn là vừa. Dĩa này để có cái một dĩa cơm, họ cho một cái chén cơm ốp lên, một dĩa cơm bò lúc lắc. Hãy thử cái món Cái món mì hoàn thánh. Mì hoàn thánh đi. Em thử cái nước trước nha. Cái nước rất là thanh luôn.
mấy ngày nay bệnh cái miệng em lạc xẹt luôn á, mà uống là hút miếng nước mì bàn thắn vô mà giống như gọi như là nó ấm lòng luôn. Hôm nay không dám bỏ ớt, ớt sợ cay, sợ ho. Mà thật sự là cái nước rất là thanh luôn, rất là thơm. Có mấy cái đồng cọng cải vô thì nhìn cái tô nó cũng hấp dẫn ha. Đó, giống như là đang bệnh cảm mà coi như ăn một cái tô vằn thắn mà nóng hổi, rồi có cải, có vằn thắn như vậy nữa là mì rất là dai ngon. Dai ngon. Đây, không gian này, không gian phố Lục Thọ của chú bác nha. Về cơm của mình nè, này là ớt sa tế, anh cho anh ớt xíu ớt sa tế nè, xíu nước mắm vào nè, mình ăn thử cái đây không? Cái thịt nha, anh ăn cái này, anh ăn sa tế với lại dầu, cái này họ bỏ trong này cũng có bún bò Huế nè cô chú bác, anh cái này ăn với xì dầu ngon hơn, bỏ lúc lắc nếu mà anh lại thì xì dầu ngon hơn là nước mắm. Này họ ớt thì không có ớt trái nhưng mà ăn ớt này cũng được nữa. Này xào với ớt chuông. Thịt filet mignon đó, mềm. Mềm ngon. Mì vằn thắn nó có một cảm ngọt luôn á, ăn ngon lắm. Ngồi trong đây ăn vui nữa. Nó có cái thứ cà phê thì bên cạnh cũng có cà phê, bên cạnh cũng có cà phê. Lâu lâu người ta đi ngồi cũng vui chứ. Cái ớt này cay đúng nha. Anh ngồi đây ăn đối diện với tiệm vàng. Mình không có tiền mua bên mà này bên vui. Mình ngồi ăn đây mà bên phải là tiệm vàng quá chứ. Ngồi không có tiền mua mà con cũng vui. Thực sự mình nói á, một cái tô hoành thánh với một cái dĩa cơm á, mình thấy cái tô hoành thánh người ta làm không phải lớn mà cũng không phải nhỏ, nằm cái giữa trung trung. Còn cái dĩa cơm á thì mình thấy á là so với mình á là mình ăn mình cảm thấy là vừa đủ. Thì đúng là cái thịt pha lê mignon đó. Thì một cái dĩa cơm nó cũng dạ rồi dễ hả? Hawaii hả? Mà Hawaii. Hawaii thì vừa rồi em có đi Hawaii đó. Đúng rồi. Có coi thấy lên phố tàu mà đi ăn trái cây đó chị. Đúng rồi. Đó. Đang ngồi ăn quay làm video gặp mấy anh chị ở bên Hawaii của anh. Muốn cô đi không? Không, hay là muốn sang bên kia. Muốn sang bên kia hơn. Bạn này, anh này, đồ ăn này. Bên kia kìa. Đang ngồi ăn làm video gặp mấy anh chị ở bên Hawaii qua đây chơi đi vô phố Lục Thọ cái đùng cái gặp mình đang ngồi ăn luôn. Mình vui của chú bác. Hiện tại giờ mình biết đồ ăn của hai vợ chồng mình đã ngồi rồi. Thì vô tình đang ngồi ăn xong rồi gặp mấy chị cũng ở Hawaii đi về đây chơi thì đùng cái ra đi vô phố Lục Thọ thấy mình đang ngồi ăn bên này. Thì cũng vui là cô chú bác cho nên đồ ăn ngồi như được không sao, gặp được những người mà người ta cũng hay xem cái video của mình và chụp và coi như là mến của hai vợ chồng mình, gia đình của mình, thì cái đó mình là một cái điều là mình cảm thấy rất là vui, là rất là vui. Còn đồ ăn là ngồi những thành vấn đề. Cho nên mình nói là cái niềm vui là như vậy đó cô chú bác, mà ngồi đây vui thiệt. Ngồi đây nhìn qua nhìn lại thì có bên cạnh có đồ ăn ngon, nhiều những cái đồ ăn ngon, bên cạnh cũng có cà phê. Anh cái tiệm bên cạnh sẵn là hải sản, hồi xưa là ăn trứng vịt lộn nhớ không? Bên đó trứng vịt lộn. Họ làm trứng vịt lộn cũng ngon. Mà lâu lắm rồi không có để ăn. Lâu lắm rồi ít khi mà
người sống ở đây ít khi người ta vô đây lên lại ăn lắm cô chú bác. Nhưng hôm nay cái tiệm mới cho nên mình phải vô ăn để chia sẻ. Mà không ngờ nó có một cái không gian đó. Mình không nghĩ được là cũng hay nha. Ngồi rất vui lắm. Ăn thì nhìn người đi qua đi lại giống như là vỉa hè, nhưng mà không phải là vỉa hè, mà không lạnh vui. Rất là nhiều người đi qua đi lại. Cho nên mình mới nói á, ở xa người ta về á, không có ai mà không vô đấy trên, chắc chắn là phụ đây. Vô đây thì đồ ăn bên kia cũng nhiều, dạy bên kia cũng nhiều, nói chung là rất là nhiều những cái món ăn chơi có nhiều cũng nhiều. Thực sự ra mà nói á, đôi lúc ở đây á, đồ ăn nó nhiều quá rồi mình có quyền lựa chọn. Chứ còn mà mình biết được là những người mà sống ở xuân bang, ở những cái bang lạnh với bác, khi người ta về đây mà người ta đi vô được trong những cái chỗ phước thọ này á, với ăn những cái món trong này là đối với người ta cũng là đầy đủ rồi. Giống như mình hồi xưa mình về cũng vậy đó, mình vô đây là mình thích lắm, nhưng điều sau khi mình về đây mình sống rồi á thì rất là có nhiều chỗ để lựa chọn. Mình quên đi những cái chỗ này, mình quên đi những cái chỗ này, nhưng lâu lâu có bạn bè về thì cũng hẹn ở đây coi bác. Rồi vợ mình ăn cơm, mình thử cái bánh tráng. Những người ở xa về Hawaii, Sumba Bang về đây cũng là nào là mua những hết những thứ này thứ kia, cho nên mình mới gặp hai chị ở đây đó, ở Hawaii đó, thì cũng đi mua sắm được cái này kia, thì mình cũng bày cho nhiều chỗ để mà đi mua để mang về hoặc là ăn tại chỗ với bác. Đôi lúc mình biết được rất nhiều nhà ở đây cho nên mình muốn chia sẻ, và những cái người đó cũng xem video của mình cho nên cũng về đây và người ta theo những video của mình để người ta đến ăn với bác, cũng mình cũng vui, cũng rất là vui mà khi mà được chia sẻ mấy cái đó. Cảm ơn anh chị đến ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị. Đang ngồi ăn trên kia, người ta bán đồ karaoke cho nên có nhạc. Qua ăn cơm lại một lần thì giống như mình cũng nói đó, là cái tiệm này là một cái tiệm mới khai trương cho nên mình muốn vào đây để thử và chia sẻ. Còn nói đồ ăn ngon dở là tùy theo khẩu vị từng mỗi người của chú bác nhé. Thì một cái dĩa cơm mà bán 13 đồng thì mình thấy nó cũng mộc mạc đơn giản, có như vậy thôi. Thì nói về cái vấn đề mà có đặc sắc có ngon hay không á, thì thực sự mà nói giống như mình nói là mình cảm thấy ăn ok thôi, khẩu vị của mình thì thấy cũng ok thôi. Còn cái tô hoành thánh cũng vậy, cũng không phải lớn không phải nhỏ, cũng 13 đồng hơn luôn. Và so ra thì cái bình dân này nó chỉ có như thế thôi các bác. Và chủ yếu là có một cái tiệm đã mở ra tại Busan nữa,
mấy ngày tới nữa là có rất là nhiều tiệm mở thêm của cô chú bác, cho nên mình sẽ theo sát để mình chia sẻ và giới thiệu đến cho cô chú bác và anh chị em. Còn ngon dở cái đó là tùy theo khẩu vị từng mỗi người, thì đến ăn rồi mới biết được là ngon hay là dở. Còn mình cứ đến ủng hộ và đến coi như là ủng hộ cho những cái tiệm mà nhỏ nhỏ mới khai trương. Đôi lúc ở đây có nhiều người, người ta cũng đứng tuổi rồi, bắt đầu người ta muốn ra có một cái công việc để người ta làm để mà kiếm tiền sống qua ngày, cô chú bác. Cho nên bất cứ một cái tiệm nào ở đây ngon dở đắt rẻ gì mình cũng vào để mình chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Trong này nó có rất nhiều món, có cả món bún bò Huế là cô chú bác nha, có bánh mì luôn, nó có trong này mình nghĩ chắc có lẽ là cũng phải là mấy chục món đó. Nếu mà một cái dĩa cơm mà bò lúc lắc đó cô chú bác, nếu mà nói cho nó nhìn hấp dẫn và nhìn cho nó đầy đủ và nhìn cho đâu vào đó, là một dĩa cơm đó người ta bán ở đây hiện tại giờ là 19 đồng. Vì cái bò filet mignon là đã đắt rồi cho nên không thể nào có một cái dĩa vậy. Nhưng điều cho nên cái dĩa mà của mình người ta bán 13 đồng cho nên đại khái thôi, không có nhiều lắm đâu. Em bò đấy. Bò này á, họ làm miếng thịt cho xem xém như vậy này, rất là thơm luôn. Lúc mới đưa ra nó rất là mềm. Bò mà bò mình càng để càng nguội đó là ăn nó không được giống như lúc đầu. Nó lâu một phút họ vui lắm. Vui. Thường mà cái thịt bò filet mignon này cô chú bác, nếu mà bít xào rất là ngon. Vì cái này nếu mà mình để lâu quá trong chảo, nó hơi bị chín một cái thôi là bắt đầu là nó sẽ bị khô rất nhanh. Cho nên là cái này lắc qua xém lửa, mà lửa Phật nó làm cho cái filet mignon này nó xén bốn góc thì lấy ra ăn liền rất là ngon. Còn có nhiều người lắc mà coi như là để cho nó chín quá, nó thành ra nó sẽ bị khô, nó uổng miếng thịt đi. Thường mà vào đây nhìn thấy mấy cái cửa hàng thì cũng chậm lắm cô giác, kể cả tiệm vàng luôn. Nói chung là bây giờ buôn bán cũng khó khăn. Ở đây cái ngày thứ bảy chủ nhật rồi là người ở xa người ta về đây nhiều lắm. Vậy là xong buổi trưa của hai vợ chồng mình tại phố Lục Thọ rất là vui. Đôi lúc ngồi đấy cô chú bác mình thấy người đi vô đi ra, cho nên mình hay liếc nhìn thấy. Đôi lúc có nhiều người, người ta gặp mình, người ta chào mình phải ngước lên để mà chào giống như hồi nãy đó. Cứ đang ngồi ăn thì mình coi như người ta đi ngang đây người ta chào mình chơi hai, cho nên mình phải thỉnh thoảng ngước lên nhìn người ta. Vậy là bữa ăn ngày hôm nay có hết 27 đồng, 2 món, 2 ly nước không tốn tiền. Tới thứ nhất ủng hộ, thứ hai là cái nhà hàng mà mới khai trương mình vào đã mình ăn, có tự biết cái gì. Có món, ở đây có rất nhiều món, nhưng điều hôm nay hai vợ chồng mình gọi chỉ có 2 món thôi, mì Hoành Thánh và cơm bò lúc lắc thôi. Sao em thấy cái mì Hoành Thánh sao? Ok. Ăn ok, tại vì sao? Tại vì thật sự mà nói em đang bệnh vì cái miệng nó cũng lạ. Nói chung là lạc miệng, thành ra là ăn, nói chung là ăn bây giờ giống như kiểu ăn để mà xong rồi. Chứ còn ngon dở bây giờ là thật sự là phân không ra. Nhưng mà cái nước á, thì thật sự là cái nước rất là thơm. Em thấy cái nước rất là thơm, cái nước nó cũng thanh nữa. Nói chung là em ăn cái tô Hoành Thánh em ăn nước không à. Thật sự là ăn nước không, tại vì Hoành Thánh hay thịt cái gì, ăn gì giờ nó cũng không có cái ngon miệng.
có cái ly này uống xong dục luôn thì cũng sạch sẽ. Vậy thôi, mình hôm nay mình tới ủng hộ cái tiệm này mới khai trương. Cái tên gì? Signature. Rồi mình nói về Phước Lộc Thọ thì không cần phải để địa chỉ đâu. Cái tên Signature coi như là vào trong khu thương xá Phước Lộc Thọ là biết cái tiệm này trước, đối diện với tiệm vàng của chú bác nhé. Đó. Và thôi, hôm nay cũng trải nghiệm cái nhà mới khai trương. Cảm ơn của chú bác và anh chị em rất nhiều đã ủng hộ kênh Hoàng Family TV lâu nay. Cảm ơn của chú bác rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại của chú bác và anh chị em. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn lại video tiếp theo của chú bác.